Mình là Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và hôm nay thì Châu rất là vui khi mà mình có mặt ở đây để mà được trò chuyện cùng với mọi người. Hắn thì hiện tại vẫn còn rất nhiều cảm xúc bởi công cuộc lớn này, thì có thể chia sẻ điều đó. Cái cảm xúc mà Châu cảm thấy gọi là bây giờ mình vẫn còn ấy, là kiểu như là mình vẫn chưa tin là mình đã trở thành hoa hậu mọi người ạ. Cái thời gian mà cái lúc mà mình đứng trên sân khấu ấy, mình chờ gọi tên xong rồi lúc đó là mình lâng lâng lắm, mình không biết là ôi đây có phải là sự thật không nữa. Xong rồi vài ngày sau đó đấy, khi mà mình bắt đầu cái lịch trình làm việc nó gọi là hơi dày đặc một chút, cho nên là đến bây giờ thì mình bắt đầu tin rồi mọi người ơi. Thực ra thì nó có nhiều cái cơ duyên lắm, và bản thân Ngọc Châu á, thì mỗi một cái giai đoạn á, mình có một cái mục tiêu lớn đó mà mình cần chinh phục. Nhưng mà cái lý do mà lớn nhất đó để mà Châu đến với Hoa hậu Hoàn vũ đó chính là mình muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình trước đó. Bởi vì trước đây thì Ngọc Châu cũng có một cái thời gian hoạt động trong giới người mẫu, rồi cũng là beauty queen. Nhưng mà mình gọi là mình hay đóng khung bản thân mình trong một cái gọi là một cái quy chuẩn mà do Ngọc Châu đặt ra. Cho nên là với Châu thấy Hoa hậu Hoàn vũ lần này chính là cơ hội để mà mình bước ra khỏi cái vùng đó. Thì song song với cái mong muốn của bản thân là như vậy, thì Châu mong muốn là mình có thể mang được cái tiếng nói của mình, cái sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ cho cộng đồng nhiều hơn. Bởi vì cái giai đoạn trước đó là giai đoạn dịch bệnh ấy, thời gian thành phố Hồ Chí Minh mình có một thời gian khá là khó khăn. Và Châu thì là một tình nguyện viên, mình đã tham gia chống dịch từ những ngày đầu cho đến cái ngày cuối cùng thì mình mới nhận ra là mình cần làm một cái gì đó cho xã hội, cho các em nhỏ. Thì chính vì vậy mà Ngọc Châu muốn đến với Miss Universe để mà có thể mang được tiếng nói của mình đến đó. Thực sự thì nói về lo thì không phải là lo, mà bởi vì Châu cũng đặt cho mình cái mục tiêu như vậy, bởi vì mình cảm thấy là mình muốn bước ra cái vùng an toàn á, cho nên là mình sẽ phải cố gắng hết sức làm sao mà mình của ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua và tốt hơn, chứ nó không phải là tệ hơn. Và thứ hai nữa đó chính là mình luôn luôn sẵn sàng gọi là cố gắng để mà chinh phục những cái mục tiêu mới trong tương lai. Thì chính vì vậy mà bản thân mình không cảm thấy áp lực. Có chăng cái áp lực nó sẽ đến từ cái việc mà do mình nhận quá nhiều sự yêu thương đi, thì mình sợ là mọi người yêu thương mình thất vọng. Tức là mình chỉ sợ là người khác thất vọng thôi, chứ còn cái việc mà mình có cảm thấy áp lực vì mình cũ hay không thì với Châu là không. Với Châu, cái điểm mà khác biệt lớn nhất của người mẫu và hoa hậu thì đó chính là một cô hoa hậu thì có một cái trách nhiệm cộng đồng lớn hơn. Và cô hoa hậu, cái tiếng nói của cô hoa hậu nó có một cái sức ảnh hưởng lớn. Thì chính vì vậy mà mỗi lần mà mình phát ngôn hay là mình đưa ra cái quan điểm thì mình cần phải suy nghĩ kỹ càng. Và người mẫu thì chỉ chuyên với cái việc mà diễn trên sàn runway hay là mình chụp photoshoot hoặc là chụp hình, thì nó sẽ không có liên quan tới những cái tiếng nói và cái sự thể hiện bản lĩnh hoặc là cái tư duy của mình. Tuy nhiên, cho nên là khi mà hoa hậu thì phải cần có một cái sự tư duy gọi là tốt hơn. Và với Châu thì Châu cảm thấy may mắn ấy, khi mà mình bắt đầu từ ngày người mẫu và sau này mình bắt đầu đến với con đường beauty queen. Bởi vì khi mà mình bắt đầu với người mẫu trước ấy, thì mình sẽ có được những cái kỹ năng gọi là kỹ năng sân khấu nè, kỹ năng trình diễn nè, và kỹ năng không sợ ống kính nữa. Thì chính vì vậy mà khi mà mình đến chinh phục những cái đỉnh cao mới của giới beauty queen hoặc là beauty pageant ấy, thì mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Đó với Châu đó cũng là một cái lợi thế và một cái may mắn cho Châu ấy. Đối với Châu thì thực sự Châu không cảm thấy nhạt nhòa gì đâu. Trước đây mọi người hay nói Ngọc Châu nhạt, Châu cũng không thích cái từ nhạt đó lắm. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, Ngọc Châu cảm thấy biết ơn ấy. Biết ơn và cảm thấy tự tin vì mình nhạt như vậy. Bởi vì cũng chính cái từ nhạt đó mà mọi người nhớ đến mình. Bởi vì Châu quan niệm như thế này, mỗi người có một tính cách. Dù bạn có cá tính nè, có bạn sẽ có cá tính mạnh mẽ nè, có bạn sẽ có cá tính nhẹ nhàng, hiền hòa hơn một chút. Thì đó là tính cách, là chính bản thân mình. Và cái điều mà Miss Universe tìm kiếm ấy là một cô gái làm chính cô ấy, chứ không phải là cô ấy cố gắng chạy theo một cái hình mẫu nào khác hay là cố gắng để trở thành một người nào khác. Và Châu tin rằng cái năng lượng khi mình là chính mình ấy, mình sẽ tỏa ra nhiều nhất và nó sẽ làm cho mình trở nên khác biệt. Hiện tại thì Ngọc Châu đang làm việc, đang làm một phần của quỹ Children of Việt Nam, hay còn gọi là quỹ nâng bước tuổi thơ. Thì quỹ này đã có những Châu và quỹ đã lên một cái kế hoạch ngắn hạn là mình sẽ có những cái chương trình gây quỹ cho các em. Đó là những cái chương trình mà mọi bước chạy đều đáng giá, hay là chương trình hòa nhạc sẽ được tổ chức vào tháng 8 sắp tới đây. Và đến năm 2023 thì Châu và quỹ sẽ tiếp tục bắt đầu những cái hành trình kêu gọi, cũng như là những cái chiến dịch chạy bộ, rồi mỗi km sẽ được quy đổi thành 10.000, và quỹ sẽ bắt đầu dùng cái số tiền đó để mà giúp đỡ các em nhỏ đang nằm trong waiting list.
Bởi vì cái waiting list hiện tại đang rất là dài. Chính vì vậy mà Châu mong muốn ở cái platform Miss Universe Việt Nam 2022 thì Châu sẽ dùng chính cái tiếng nói của mình để mà có thể lan tỏa đến nhiều người hơn. Và Châu tin chắc rằng đâu đó ở ngoài kia vẫn có rất nhiều người mong muốn được giúp đỡ các em. Chỉ là mọi người chưa biết phải giúp đỡ như thế nào. Và thông qua cái phần thi của mình ở Miss Universe Việt Nam, đêm chung kết Miss Universe Việt Nam ấy, thì Ngọc Châu mong muốn là tất cả các khán giả ngoài kia, nếu như các bạn muốn giúp đỡ, hãy cùng Ngọc Châu, cùng với quỹ Children ở Việt Nam cùng chung một cánh tay để mà chúng ta có thể giúp đỡ ít nhất một trẻ em trên đất nước Việt Nam này. Nói về xây dựng hình ảnh á, thì thực sự là bản thân mình đã có một cái định hướng dài hơi cho mình trước đó. Tuy nhiên thì mình vẫn tôn trọng cái việc mà bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất. Bởi vì lúc đó, trước đây á, thì Ngọc Châu luôn luôn lây hoay trong cái việc là làm sao để mà người khác thích mình, hoặc là làm sao để mà người đối diện, các bạn fans cảm thấy thích mình nhiều hơn. Tuy nhiên thì gọi là sau một cái quá trình gọi là cố gắng nè, rèn luyện và bắt đầu tìm hiểu chính mình nhiều hơn ấy, thì Châu mới nhận ra là dù cho có như thế nào thì mình vẫn là Ngọc Châu. Quan trọng là Ngọc Châu sẽ tiếp tục cái hành trình này như thế nào. Và Châu hy vọng rằng trong hành trình đương nhiệm 2 năm sắp tới, Ngọc Châu vẫn luôn luôn giữ được một trái tim nồng ấm và một đôi tay sẵn sàng hành động vì trẻ em.